Thì bữa nay mình tiếp tục mình lên nhà bạn mình của chú anh chị. Thì nhà của ông Thanh á, thì tội nghiệp nhà cũng đơn sơ đơn chiếc này nè. Đó, sống trên cảnh trên núi rất là đơn giản. Đó, có thằng con đi học mới lớp 1 à. Qua đây con, qua đây con. Con tên gì? Thiên Đăng. Tên gì con? Thiên Đăng. Thiên Đăng hả? Thiên Đăng đẹp trai ta. Giờ cho hỏi Thiên Đăng nè, con học lớp mấy rồi? Lớp mấy? Vậy hả? Lớp 1. Giờ 1 cộng 1 bằng mấy? 2. Vậy 4 cộng 4 bằng mấy? 8. Giỏi vậy, 4 cộng 5 bằng mấy? 9. À, ví dụ như 2 cộng 7 bằng mấy? Mấy lớn lên? 9. 9, giỏi. Đó, có hai cha con sống trên núi nè. Một cuộc sống rất là đơn giản mà giản dị. Ở bên đây chắc cái bồn nước quá. Hai cái bồn lên hả? Ờ. Im quá. Ở đây Hồng Quân chắc trồng từ hộp ở đây. Ở đây Hồng Quân hả? Phải không Thanh? Giờ đó hai cái bồn nước. Một bồn, hai bồn đó. Cuộc sống trên núi là gì đó cô chú anh chị ơi. Mà cảnh trời bữa nay đẹp quá đẹp luôn. Đó, ở đây là sau nhà của Thanh nè. Mát quá, mát luôn. Trên núi, trên vườn nhà Thanh là trồng chủ yếu là Hồng Quân. Hồng Quân qua. Với đường cây xài, bóng xài, phải không con? Đi vô bên trong thử coi làm sao. Nè. Nhà thì cắt cũng lâu rồi. Mình lên đây đi. Đó. 7 năm hả? Mình lên đây đi. Đó. Cái cột đó chắc đó. Rồi chú đứng đây nè. Cái cột chất giá hả? Chú đứng đây chú ngước lên chú đứng đây nè. Máy nó nhà đơn giản quá. Đó. Đó bên trong nhà cảnh nhà nó xíu rồi. Cột thì cột nhà bị gãy siêu quẹo hết trơn rồi. Ở nhà có chút xíu à. Đó, nhưng mà mình biết đủ là đủ rồi phải không? Mình cảm thấy nói chung là mình thấy hài lòng đủ là được. Ừ. Chứ mình không có mong cầu nó cao sang. Ừ. Cuộc sống mình nó giản dị. Đó. Bên đây là cái bếp. Cuộc sống nói chung là cái sàn. Có cuộc sống mình nó giản dị, mình nghĩ đủ là nó đủ. Chứ mình không có, tại vì đồng tiền nó bốn chân. Ừ. Có hai chân. Không nên chạy theo đồng tiền. Rồi. Mà nhiều khi chạy theo đồng tiền á sẽ làm mờ đi cái nhân cách. Không đúng được. Rồi. Mình không nên chạy theo đồng tiền. Chạy theo là sẽ làm mờ đi cái nhân cách của mình. Rồi. Thì nãy giờ mình quay cái cảnh nhà Thanh á, thấy tội nghiệp quá cô chú anh chị ơi. Hai cha con sống ở nhà sùm sụp trên núi vậy đó. Đúng là khổ. Thì nãy giờ mình quay cái cảnh trên nhà Thanh đó cô chú anh chị, bên trong hai cha con sống cuộc sống rất là khổ cực. Thì bữa nay là thứ bảy, chủ nhật thì nhỏ nó mới lên ở với thằng Thanh, chứ hàng ngày là ở với nhà nội dưới á, là nhà nội nuôi đó. Chứ y ta có cái dần Hồng Quân có hai ba công gì à, sao nuôi nổi con cái đó. Cuộc sống khổ cực nhà đó cô chú anh chị ơi. Thì cũng mong cô chú anh chị nào có lòng hảo tâm thì cứ tìm đến giúp đỡ cho thằng Thanh nó có cuộc sống đỡ đỡ hơn chút. Thì mình cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Đó. Chứ mình không có kêu gọi. Rồi. Một chút xíu mà mình sẽ nói chuyện với thằng Thanh. Nó biết mình bữa nay lên luôn, mình không có gọi điện trước cho nó luôn. Mà nó biết mình bữa nay lên. Ảnh biết mình bữa nay lên luôn. Bởi vì nhà cửa mà anh quét dọn sáng giờ luôn. Mà mình đâu có điện trước cho ảnh đâu. Làm cho anh bất ngờ mà giờ anh làm mình bất ngờ ngược lại. Rồi, chờ chút Thanh ra nói chuyện tiếp của chú anh chị ơi. Thì bây giờ cái clip tiếp theo mình nè. Cái clip tiếp theo mình sẽ nói chung bàn luận tiếp. Ừ, chúng ta bàn luận đi. Bàn luận tiếp cái vấn đề như hồi nãy mà ông nói cái từ mà tiền bốn chân đó. Thì tôi thấy là hình như là nói chưa sâu. Thấy không? Không, nói chung là tại vì cái giống như là cái thời gian công tác giảng dạy của ông cũng có. Ừ. Rồi cái công việc hàng ngày của tôi cũng có. Ừ. Thành ra thì mình không có, mình cũng là cái bạc nhỏ tuổi, mình cũng là người nhỏ tuổi, mình mới làm ăn mới mọc, cũng nhiều khi không sánh bằng những bạc cha già, những bạc cao như Lão Thành.
mà mình cũng không có, khi mình nói ra đây rất là nhiều người nghe, rất là nhiều người coi, rất là nhiều người thấy. Rồi nhiều khi mình nói có sai lệch gì thì cũng khổ. Thông cảm bỏ qua cho mình, cứ comment bên dưới cái bình luận của mình, cô chú anh chị. Mình nhỏ tuổi mà, cái sự hiểu biết mình nó hạn hẹp. Còn như mà ông nói gì vấn đề mà, hồi nãy tôi nhớ, ông có nói cái vấn đề là ông biết là bữa nay tôi lên, rồi ông biết bữa nay là có cái sự thúc đẩy trong tôi là đi lên kiếm ông, mà ông nói tới cái vấn đề đó, ông nói ông tự nhiên ông nổi da gà. Tại vì đó là có quyền cơ gì nữa không? À, nói chung á thì mọi người thì ai cũng thích nghe cái sự quyền bí. Tại sao biết cái trước cái sự quyền cơ, cái sự mà màu nhiệm ai cũng thích nghe. Nhưng mà người mà hiểu được thì thích nghe. Người hiểu được thì khoái tìm tòi. Còn cái người mà không hiểu được á thì cho rằng họ nói mình nói xàm, nói điên, nói khùng. Rồi cho rằng để mình nói đi, để mùa lạnh chứ gì, cho nhiều người nói mình nói phét hay là nói xạo. Thành ra mình cũng đã từng giải thích ra gì là cái sự mà mình biết như vậy hay những sự mình đón như vậy hay mình lại giống như đón được ý bạn, đón được tâm bạn, hay là mình đón trước mọi sự việc, không phải là mình hay, không phải mình là cái giống như bạn ấy đặt là nhà tiên tri hay là bạc câu nhân. Là tôi cũng từng giải thích là do mình chịu học hỏi và tìm tòi. Nó đơn giản giống như trong nhà Phật. Nếu như bên thiền, bị thiền tông thì khi mình ngồi tịnh, mình ngồi tọa thiền để quán tưởng lại mọi chuyện, nhận ra được cái đúng cái sai, và mình bắt đầu mình tiến triển hơn nữa là mình bắt đầu mình nhập định để mình nhìn được quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói dù tôi cũng không rành đi, nói nhiều nhiều khi bắt bạc cái bên thiền cười chê thì cũng xấu hổ. Còn nói bên tịnh độ thì như gì, thì khi mình niệm được danh hiệu Phật thì mình sẽ giống như tôi nói là tâm sẽ sinh ra tướng, nó tâm sẽ mở mang trí tuệ. Nó là gì thì mình sẽ tự động hiểu biết được. Giờ mình sẽ dựa vô cái kinh nghiệm sống hàng ngày của mình. Bây giờ giống như là mình thấy giống như nhiều lần thấy trùng hợp đi, nhiều lần mỗi lần mình cầm cái chổi quét nhà là sẽ có khách giếng, thì mình cứ nhớ đi, là cũng như là trên nhà trên đây nè, phải không? Mỗi lần cầm cái chổi quét nhà là có khách lên. Thành ra cứ nghĩ, mình cứ nhớ cái việc đó là xảy ra vậy. Một lần hai lần thì cái đó là kinh nghiệm mình rồi. Thì mình cứ mỗi lần mình cầm cái chổi quét nhà thì sẽ có cái tiếng. Thì vậy thôi, chứ nó không có là gì là quyền cơ, nó không có gì là quyền bí hết. Tôi nghĩ là chắc phải có cái gì đó. Trên đây có cái gì đó, dạ, tại vì ông không muốn nói ra thôi, phải không? Có thể là vậy đi. Giờ tại sao tôi biết được hôm nay bạn lên? Là khi mà bạn đăng tải một clip nào đó. Cái clip đó nó có được nhiều lượt xem, hoặc nhiều cái lời bình luận, hoặc nhiều cái like, thì bạn cảm thấy mình đã đi chọn đúng một người rồi. Giống như hồi trước bạn là nhân vật, bạn là lang thang bảy núi. Giờ nhiều khi bạn suy nghĩ mình đã tìm đúng được cái điểm dừng chân. Mình không cần phải lang thang nữa, mình sẽ đã có người giúp mình đi thẳng nhiều vấn đề. Thành ra cái sự đó khiến cho bạn, thôi thúc bạn nhiều cái được cái giống như nó thẳng ra là bạn có được cái lợi đi. Khi mà đăng clip rồi coi thì bạn sẽ tự động thôi thúc bạn phải cần gặp người đó. Giống như giờ khi mà bạn đăng clip đó thì sẽ có nhiều dụng nhiều người đồng tình, đồng ý, đồng cảm, thì họ kêu bạn phải quay nữa. Thì dĩ nhiên cái lòng đó thì phải thôi thúc bạn phải kiếm tôi để gặp tôi để hỏi thêm, thì mình bàn luận thêm hay là để biết thêm. Nó vậy. Thành ra tôi chỉ đón trước như vậy thôi, chứ không có tài, không hay, chỉ là nhìn qua ánh mắt người ta. Và vấn đề tôi hỏi ông, ví dụ như cũng có một số người á thấy ông nói chuyện hay quá, cũng mấy cô chú trên núi nè đó, thấy ông nói chuyện hay quá rồi mấy cô chú cũng kêu ông qua bên chỗ ông Sáu Mũi Thiền á để mà đấu pháp với ông, cũng như phải không? Đó giống là thật sự có một ông sư. Ông thấy tôi nói chuyện thì ông có kêu tôi thôi đi qua bển đi, tại vì có nhiều vị đó nói chuyện giống như là nói bây giờ tôi không có dám giật rồi nhưng mà như tôi không muốn, tại vì cái sự hơn thua, cái sự tranh đấu đó không phải là con Phật. Con Phật là phải lấy cái chữ lục hòa, hòa hợp, hòa hảo để cùng tiến mà cùng lùi. Tại vì khi mình ở một mảnh đất Việt Nam này là hình công chữ ớt,
Nhưng mà đi sâu xa vào đó là một hình của con rồng. Đầu là Thăng Long, cuối là đồng bằng sông Cửu Long. Đầu rồng, đuôi rồng. Thì cha mình là ai? Cha mình là Lạc Long Quân. Mẹ mình là Âu Cơ. Mình là dòng dõi rồng tiên rồng. Mình là màu máu đỏ da vàng. Mình là cùng là dân tộc. Tuy là khác, nhưng người ta nói là bầu ơi thương lý bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chúng một vàng. Hoặc là gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Bây giờ mình nghe những sự hối thúc của vị này, nghe mấy sự thú dục của vị kia, thấy ông đó ông đúng hay sai kệ họ, ai ăn nên lo ai làm nó chịu. Thì tự nhiên kêu mình đi qua bển đấu khớp đàm đạo để hơn thu sau. Tôi quyết định là không, và tôi đã mãnh liệt cự tuyệt và lớn tiếng với vị đó. Và một cái vị kia mới nói là đã con cháu nó không đồng ý, con cháu nó không chịu thì ông nên không ép. Mà cái người mà kêu ví dụ bạn đi á, là người ta có thiện ý hay là ác ý? Trời, phải không? Cái đó nó cũng cái lời nói họ mình mới đoán được. Họ thiện ý thì họ cần cái sự kết hợp giữa đạo này đạo kia, hoặc giữa người này với người kia để tạo cho được cái tình cảm nó lan truyền, tạo sự hòa thuận nó hảo hiệp nhau. Còn họ kêu mình đi đấu khắp, đã nói dùng đấu rồi làm sao gọi là có thiện ý được. Họ kêu mình ở qua bển học hỏi hay là theo thọ giáo hay là theo bển để đi tìm hiểu thì cái đó là thiện ý. Còn họ kêu mình đi đấu pháp là họ đã có ác tâm ác ý trong đó. Họ đã có một cái suy nghĩ là hơn thua trong đó, mà mình chấp nhận điều đó thì mình chẳng khác nào là mình họ. Ví dụ mình qua bên ông Sáu Mũi thì mình đấu với ổng là chẳng khác gì là mình đem một cái ý niệm xấu đi qua bển rồi, đúng không? Vì là cái đó là ác rồi chứ không phải là thiện. Hoàn toàn sai. Tôi không có cho giờ tôi nhiều khi là... mình qua bển mình nói chuyện không lỡ ông Sáu rồi cái người đó cũng cười mình cơ mình sao? Còn mặt là cái mình vị đó hơn ông Sáu. Cái vị đó đã lớn tuổi rồi mà bây giờ là thu mình thì tội nghiệp cho họ, cái danh dự họ đâu, cái mà... tôn ti của họ đâu mà mình hơn thua để làm gì. Nào chị nhiều người cũng không hiểu đi. Thường ta nói là sống sau sẽ sâu sống trước. Đừng nhiều khi đừng cái tự đắc, giống như là cao nhân bắt cao nhân trị. Núi thì cao có núi cao kêu hơn, nhưng người ta nói là một vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn. Thì mình ông với cái ông Sáu thì cũng là chung trên một cái ngọn núi dài giếng này đó, cần chi mà để đi qua đấu pháp. Nói chung là giờ giống như mình nghe lời của Đức Phật dạy đi. Còn nếu không tôi với ông đi qua bển gặp ông Sáu rồi mình đàm đạo, nói chuyện đạo thôi chứ không phải là đấu pháp. Không, nhưng tôi thường nói nè, nói thiệt với chú là chú kêu tôi vậy, nhưng mà thật sự trong lòng tôi là muốn đi thọ giáo. Giống như cái ngày tôi nói với vị đó vậy đó, vị đó kêu tôi về học đạo, học đạo niệm Phật để truyền giáo cho con tôi. Và tôi nói câu như vậy đơn giản: em chỉ là người thích đi thọ giáo, thích đi học Phật giáo, thích đi tìm hiểu, chứ em không phải là người thích đấu đá hay thích tranh luận. Mà nếu cuộc rồi người ấy khi mà qua cuộc nói chuyện đó, người ấy lại đi về xứ mình, nói tôi là tạo cái mâu thuẫn gây lộn với họ, tôi lại đã mang một cái tai tiếng nữa. Nhưng mà cái tai tiếng thì các bạn nghĩ đi, cây ngay không bao giờ chờ trên đứng, người ngay không sợ những lời gièm phá. Ok. Với lại các bạn cũng nghĩ đi, đơn giản gì? Tôi từng có coi, cách đây là 2013, tôi có từng coi cái clip của ông đại tá bỏ nghề đi tu. Và đại tá đó trước khi đi tu đã cũng là tầm sư học đạo rất là nhiều và ngài đã rất là nản chí. Nhưng mà cuối cùng một đêm nằm mộng ngài đã thấy mẹ Quan Âm. Và chỉ cần ra hai câu thơ cho ổng mà ổng ngộ đạo được và ổng quyết định đi tu, không cần phải tự không cần phải theo tầm sư học đạo. Hai câu đó là gì? Cây nào chẳng có lá vàng, đạo nào mà chẳng có hàng giả tu. Đó, đạo nào mà chẳng có hàng giả tu hả? Có nghĩa là bây giờ theo luật nhân quả, ai ăn nấy no, ai làm nó chịu. Bây giờ tôi nè, bạn ăn rồi thì bạn no. Tôi chưa ăn thì tôi đói, chứ đâu phải mà bạn ăn tôi no. Thành ra mình không nên vì cái sự hơn thua, mà mình không nên cái gì sự mà giỏi hay dở. Đôi khi cái người mà kêu bạn đi qua bển đấu là họ biết là họ sẽ không nói chuyện lợi với ông Sáu Mũi Thiền,
không? Tại vì sao? Tại vì họ coi những clip của ông Sáu là họ nói là ông Sáu nói là kiến nghe rắn nghe. Họ cho rằng nói ông Sáu chim rồi ha. Nói rằng là ông Sáu ổng nói như miền Bắc là nó phét, nói như miền Nam mình nó xạo. Họ lại cho rằng vậy, thành ra họ thấy mình, họ muốn mình phải giống như họ mượn dao với người đó. Mượn bạn để mà dạy, cũng như là muốn làm cho ông Sáu bẻ mặt cái gì đó. Tôi biết mà... tôi hiểu được là họ muốn hạ bệ ông Sáu. Nhưng mà ông Sáu là ông mà đuổi, mình nếu mình làm như vậy mình cha tôi ông mình có lợi ích gì? Cái người lợi ích đó là cái kẻ đứng bên ngoài kia, cái kẻ xúi dục kia. Cái giống như người ta nói là người ta nói có câu gì nè. Giống như hồi xưa người ta nói câu gì mà giống như là tướng cho hai bên đấu nhau, mình ở ngoài hướng lợi vậy đó. Ngư ông đắc lợi hả? Giống như gì đi. Đó. Nếu mà thật sự nếu mà mình là cái người mà cạn trí cạn lý thì mình sẽ nghe lời họ. Mà mình hiểu được lời nói của họ, mình sẽ từ chối chủ tiệm. Tại vì mình biết họ là có cái mưu đồ tính toán và có cái việc làm không tốt. Mà mình đi vì cái lòng tự cao của mình, hay là vì cái bản ngã của mình, vì cái tôi của mình mà mình lại đi làm như vậy, thì mình chẳng khác nào hại người hại ta. Rồi sau đó rồi cuối cuộc là mình, bạn không chịu đi phải không? Ông không chịu đi. Đó. Và cái người đó có nói ông là cái gì? Nhát là không đủ cái hiểu pháp để mà qua đấu với ông. Nói chung ông là sao không? Cái có khi nào cái người đó nói gì không? Khi mà tôi không chịu đi, không chịu đó. Cái lòng tôi tức á, lời nói tôi nó hơi cao, hơi nặng. Cái mặt tôi hơi nghiêm nghị. Thì người đó tự động hiểu được, người đó không dám nói gì hết. Không phải như là bạn hỏi là chê trách tôi hay cười chê tôi hay là đi bộ là dùng câu khích tướng tôi. Tại vì người đó quá hiểu tôi, vì đó sống với tôi ở đây 3-4 năm nay, hiểu tôi quá. Tại vì việc gì tôi có tôi mới dám nói, có việc gì không tôi không dám nói. Giống tôi thường nói dạy con tôi sao nè, chuyện gì biết nên nói, còn chuyện gì không biết dựa cột mà nghe. Còn chuyện gì mình làm được mình hãy nói, chuyện gì làm không được đừng nên nói. Người ta nói câu nói một là 10 hôm nay, còn nói 10 là một kẻ cười người chê. Đúng rồi, đời nó là vậy đó. Bởi tôi giống như là tại sao bạn hỏi tôi, tại sao tôi dặn trước bạn đừng có về tự suy nghĩ đặt cái tựa đề, giống như gọi đặt cái tựa đề vậy đó. Thành ra tôi có ý kiến gì đó là mình cứ nói vấn đề đó là chỉ là suy ngẫm hoặc là sự thực tế hoặc là sự là tâm sự thôi. Tâm sự đời thường, giống chương trình tâm sự đời thường vậy đó. Nhưng tôi là MC, bạn là MC, tôi là cái khán giả được mời đến tâm sự chia sẻ thôi. Nhưng mà bạn thấy không, là tôi cũng có 2-3 clip về ông Sáu, có, nhưng mà tôi không có lên quay nữa. Tôi thấy làm như là nó lúc mà tôi lên quay vậy đó, tôi cảm thấy nó hơi bị không đúng thực tế hay sao á. Nhưng mà tôi vẫn nể ông Sáu nha. Tôi vẫn nể ông. Thì người ta nói câu mà mình cứ nghe lời ông bà từ xưa đi, kính lão sẽ đắc thọ. Người ta lớn tuổi mình kính người ta. Mình ra đường gặp người ta mình chào hỏi, gặp đầu mình cười thôi, xã giao thôi. Thì bên cạnh đó ổng nói nhiều đó chuyện cũng có đúng. Đó là cái lẽ. Đó, nhưng mà nhiều chuyện thì mình phải cần tìm hiểu lại. Nói chung bây giờ gì, các bạn đừng tin vào sự quyền cơ, quyền duy, quyền diệu. Như nhiều người tự xưng. Nhưng tại sao Đức Phật hồi xưa không tự xưng mình là Phật, là tự là tự xưng nữa đó. Tự giác. Đó là tránh đẳng chánh giác. Mà Đức Phật chỉ nói là tự xưng này rất là nhiều nha. Cù Đàm. Cù Đàm hả? Đức Phật tự xưng là Cù Đàm hả? Rồi tại sao mà Đức Quỳnh Giáo Chủ mình không cho tự xưng mà mình là Phật sống? Nhưng mà Đức Phật chỉ nói mình là cái khùng cái điên và là ông Tư. Còn mà những người mình giống như tự xưng nào là Ngọc Hoàng Đại Đế hay là công chúa nào là nhận điển đồ mang sắc lệnh gì đó. Thời đại giờ như ví dụ như là ông Hoàng Nhạc Sến hay gì đó. Thì nó quá trời cái quyền ảo. Cũng như ngày xưa thì Đức Quỳnh Giáo Chủ tự xưng như là ông gì? Ông Tư thôi. Ông Tư. Là ông hay viết văn là ông dùng từ là ông là người khùng người điên. Đúng rồi đó. Người ta nói chung cái gì rất là khiêm tốn, cái gì nó thật á thì nó sẽ không có sự phô trương. Nó không có sự phù nhục, cái bằng phù nhớ
Còn mà cái việc mà tự xưng tự cho đó là do cái bản ngã của họ, do cái tôi của họ, họ chưa có dẹp được. Giống như tại sao con người mình ba cái nghiệp mà khiến mình đau đầu nhất là cái nghiệp của mình là thân khẩu ý. Thân khẩu ý, ba cái nghiệp cho mình cần phải giải trừ, đó là ba cái nghiệp nặng. Thân khẩu ý. Thân hả? Thân khẩu ý. Thân nghiệp là mình làm gì mà mình... Thân là con người của mình tạo tác những việc ác là thân. Mình con người mình tạo. Khẩu mình nói những lời chua ngoa, những lời thiếu dệt, những lời đâm thọt, những lời nói xấu, nói sau lưng người ta khác rồi ha. Rồi cái đó mình, là rất là nhiều nghe, người khẩu nghiệp rất là nhiều luôn. Cái ý mình là luôn nghĩ những chuyện tham vọng, những chuyện mà dẫm đạp lên người ta để sống. Ý nghiệp. Cái đó là... gọi là thân khẩu ý, là tam ý nghiệp. Nó tam nghiệp. Đó, ba cái đó là khó trừ nhất. Giờ ba cái đó nó sẽ sinh ra nào là tham sân si. Tham sân si. Tham là tham vọng của mình. Ừ. Muốn cho hơn người. Ừ. Sân là cái khi mà mình không đạt được cái mục đích đó, mình nổi cáo hay là mình không hài lòng, mình giận dữ. Nó cái sân si, si là cái si mê của mình. À. Cái cuồng vọng của mình. Ừ. Đó là những điều. Nhưng mà mình con nhà Phật mình hãy nắm vững. À. Cái quan trọng nhất là ba cái món tư lương của mình. Ừ. Ba cái món tư lương của mình. Là như tôi từng nói ông đó, là tính nguyện hành. Tính nguyện hành. Mình đã theo đạo thì cho dù thiên hạ có nói gì thì mình cũng vững lòng tin. Nhưng ta nói dù ai nói ngã nó nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kìm ba chứng. Có nghĩa là cho dù mình có lên mạng mình coi nhiều cái clip đi thì họ nói về quyền cơ, nói về thử thần bí, hay là họ tự xưng người ta là Ngọc Hoàng, hay ta là công chúa, hay là ta là Nhạn Điển, hay là gì giáng cơ giáng bây giờ rất nhiều luôn á. Thì vấn đề đó thì đó là cái gì? Nó là cái ảo tưởng, ảo vọng. Ảo tưởng. Mình là con nhà Phật, khi đã theo Phật bất cứ vào cái đạo giáo nào thì mình cứ giữ lòng tin là tín nguyện hành. Tín nguyện hành. Tín là tin tưởng trên cõi đời này có Phật, có Thánh, có Tiên. Có cõi Cực Lạc, có cõi Ta Bà. Đó, có cõi Địa Ngục. Nó có cõi mười phương, có cõi tam thiên hoặc gì đó, chăng nó rất là nhiều, nó nói gì vấn đề là mà đi sâu vô nó rất là nhiều, nói hoài nó không hết. Giống như mình là giống như nhà học lên đi nói học mãi học hoài, học không có điểm dừng nữa đó ha. Do bây giờ thêm cái nữa là nguyện là sao? Cái nguyện một đời này mình chỉ theo chánh pháp, nguyện một đời này mình đi thẳng tiến về Tây Phương Cực Lạc. Còn hành là gì? Hành là hàng ngày mình làm việc thiện nè, việc đức, việc phước nè, dùng niệm Phật nè. Đó, niệm Phật. Tại vì cái thời này á, mình học nhiều cái môn, học nhiều cái kinh luận khác, nó cao xa, thâm sâu. Thì cái đời mình là đời, nó trải qua nhiều kiếp, nó có sự vô minh, nó che đi. Thành ra mình không có phân biệt được, mình khó phân biệt được. Thành thử á, chỉ có câu Phật hiệu thôi. Tại sao Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời lập đạo để làm gì? Khi mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Tại vì câu Phật hiệu đó nó rất đơn giản, rất ngắn gọn. Trong kinh A Di Đà cũng gần nói một câu. Trước khi lâm chung khởi một niệm, như là nhất niệm, tam niệm, thập niệm đều có thể đới nghiệp giảng sanh, đều có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà cái câu hiệu này nhiều người nói niệm cũng dễ, có nhiều người nói khó niệm để nhập tâm. Muốn khó là khó, muốn dễ là dễ. Khó là sao? Khi mình khởi lên niệm mà tâm mình, ý mình còn lộng động, còn nhảy nhót, thì làm sao mình niệm được chánh niệm? Chỉ niệm tạp niệm mà thôi là gọi mới là phải trở thành khó. Còn dễ là gì? Khi nào? Khi dấu dù vì mình công ăn việc làm, dấu dù công cáo vào tiền, ban ngày mình làm rất giả đi, mình không như người ta đi đứng nằm ngồi niệm. Mình cứ việc đi, khi mà vào buổi tối là cái thời gian thanh thản nhất và an nhàn nhất, thanh tịnh nhất. Khi đó mình hãy buông bỏ mọi thứ. Thì ban ngày mình làm cực nhọc rồi, nó mệt mỏi rồi. Ban đêm mình cần chỉ suy nghĩ, mai phải kiếm thật nhiều tiền, hay mai phải làm việc đó cho nó càng phát triển hơn. Càng không cần thiết, mình đã buông hết.
và mình để lắng lòng lại, và cái câu Phật hiệu mình niệm lên nó sẽ là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu của mình lúc đó là chánh niệm. Rồi cái mình cứ hành động vậy, mình cứ hành động vậy, mình cứ làm vậy thành thành tập tánh thói quen của mình, rồi nó sẽ thuần thục. Thì cái câu nó sẽ nằm lòng trong mình, để mình trước khi lâm chung mình có được nhất niệm hay tam niệm hay thất niệm. Tại vì nếu mà đi sâu nữa, tôi không biết đi sâu mất thời gian của ông Lưng đây và mất thời gian của mình đây. Vấn đề đó, dù ai mà có thiện tâm, thiện ý, thiện trí thì cái việc liên hệ với Lưng, gặp, liên hệ với tôi ha, gặp gặp mình để chủ yếu là mình không dám từ dùng từ đàm đạo như Lưng nói hay mọi người nói, mình dùng là chia sẻ, trò chuyện cái gì mà bạn biết được bạn chia sẻ cho mình về cái xã hội, còn mình biết được những đề gì đó mình sẽ chia sẻ cho bạn. Mà tôi hỏi ông nè, thì tôi thấy ông là nói chuyện hay quá, thì từ đó giờ có đi lớp học lớp Phật học không hay gì? Là học 12 ra trường tính đi học 12 giáo lý viên của bên đạo Phật giáo Hòa Hảo không làm gì có. Vậy hả? Tôi từ cái lúc mà ra trường tới giờ là tôi cứ đầu tiên là tôi lăn lộn cái xã hội thôi. Thì tôi không dám kể, và kỳ kỹ ra người ta nói mình kể làm phước mà kể thì nó mất phước. Thì tôi nói lúc gọn là hồi đó cũng từng sao? Đi làm từ thiện ở trên Campuchia, Lào, Thái Lan được phải không? Có nghĩa là làm gì đơn giản gì, trước tôi là một đứa con hư. Vậy hả? Một đứa con trước là một đứa con hư. Một đứa con không nghe lời cha mẹ, thì khi mà một đứa con không nghe lời cha mẹ thì người ta cho rằng đó là đứa con bất hiếu. Nhưng mà đó là nghĩ theo một cái chiều. Nghĩ cái chiều ngược lại là do tôi tánh quá thẳng thắn, tôi không muốn con trắng là trắng, muốn đen là đen. Đúng rồi, việc mình làm sai mình nhận, còn việc mình không làm mà khi mình im lặng để thừa nhận tôi không chịu, bắt buộc tôi phải nói thì nó trở thành là người con mà tại sao trả lời cha mẹ thì đó là bất hiếu. Thế ông bà xíu tôi nói, và bây giờ cũng vậy. Từ chỗ đó mà tôi để trở thành một cái con người sống trong trầm cảm và u uất. Thậm chí còn nghĩ đến những việc còn nguyên sinh. Tôi còn biết khi mà mình nguyên sinh mình chết đi là mình mang trọng tội. Tại vì tôi hồi đó ở sớm tôi có người chết trước người cha mẹ mình thì bị quánh ba cái. Là do mình bất hiếu khiến tôi ngộ ra được, tôi nhận ra được tại sao mình còn sống đây mà mình lại đòi chết. Chỉ vì cái nghịch cảnh, chỉ vì cái buồn khuyên, chỉ vì giống như là mọi chuyện rồi lại đưa mình, tự đưa mình vào con đường bế tắc. Nhưng mà tôi mong các vị á, cho dù các vị á dơ vào hoàn cảnh bế tắc, cho dù các vị dơ vào cái hoàn cảnh là cùng đường, nhưng các vị đừng nghĩ đến cái chết. Tại vì bản thân tôi khi nghĩ tới cái chết không đêm nào tôi ngủ được ngon giấc. Luôn có những quan hồn bám theo để đòi, kêu hoài đó ha, kêu hoài phải đi, thúc giục tôi. Nhưng mà số tôi cũng chưa có thể chết, nếu tôi chết là chết có thể là cả 2038. Và khi bọn bạn đưa đến tôi nhận ra được vậy. Và cái ca niệm lần thứ hai mà để tôi bước vào con đường đạo là cái ca niệm thứ hai có tại một cụ ông bảy mấy tuổi không còn nhớ, ở tại thị trấn Tân Châu, chứ không phải là thị xã Tân Châu. Thì cái ca đó là khi ngài giáng sanh tôi không được diễn kiến. Và tôi mới niệm, giờ bạn ấy đã đưa tôi đến một ngôi chùa, tôi làm công quả. Rồi tôi kể lúc trước đó. Rồi thôi tôi cái cắt gọn, tôi không kể nữa, nó dài dòng quá. Đó. Giờ chung bạn muốn hỏi gì thì tôi cho nó biết. Thì như người ta đặt cái vấn đề ông là cao nhân bắt lộ tướng rồi, nghĩ như thế nào? Thì tôi cái đơn giản là nghĩ là tôi chỉ là người phàm trần. Chứ không phải là cao nhân. Chỉ là người phàm trần. Biết giận hờn, rồi biết đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, cũng như bao người khác thôi. Chứ đừng có đặt để là ở như cao nhân hay là tiên tri hay là cao nhân bất lộ tướng, cái đó chỉ là danh từ. Cái danh từ để họ tự xưng hoặc là họ tự cái nêu cao bản thân họ lên. Để làm gì? Để cho bản ngã và cái tôi của họ lớn quá, họ khó làm được cái việc mà giải thoát, khó thoát ra được phải không? Khó thoát ra sự tham muốn đó. Thành thử á, lý do là tôi lúc đầu tiên đó là tôi không cho ông quay nữa mà. Mà ông nói quay thì tôi nói quay á, thì dưới điều kiện là không để tôi lộ diện. Chỉ nghe được tiếng tôi, các ông nói tiếng thì nhiều khi người ta nói là ghép. Ông nói hồi do thấy tai, thấy lưng, thấy chân, cũng được.
Nhưng mà lỡ có dính vô cái mặt của tôi đó, cái băng mặt tôi đó đi thì ông làm sao mà đừng thấy. Tại vì ta nói thường, ta nói đi nè, nói cái câu đơn giản, nhiều khi tôi có những lời nói thật thẳng quá thì nó dễ mít lòng. Giống như ta nói câu là thuốc đắng thì giả tặc, mà sự thật thì mất lòng. Đúng. Nhưng mà có hiểu người hiểu được, đặng lòng trước, mít lòng trước đặng lòng sau. Đó, thành thử nhiều người mít lòng mít luôn. Đó, thành ra tôi không có muốn là như vậy. Rồi thôi, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video mình từ đầu tới cuối, thì clip mình tới đây là kết thúc. Đó, rồi cô chú anh chị xem video mình nhớ nhấn nút đăng ký, like, subscribe tiếp kênh mình nhé. Thì nãy giờ bạn mình với mình nói chuyện có cái gì không đúng, cái gì mà chưa có gọi là thông tường hay gì đó, đạt lý đó, cô chú anh chị cứ comment ở dưới video mình. Đó, rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Về bạn ơi. Đó, cái thấp tầng thứ nhất là 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở trên cùng là cái tháp sen. Quá đẹp luôn.